Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chương trì tụng nguyện thọ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 8, phẩm 27. Nói về nhiều thứ pháp. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Phất: Có bốn pháp cứu độ, những gì là bốn pháp? 1. Chúng sinh bị sợ hãi, Như Lai có thể cứu độ. 2. Những kẻ đi lạc vào nẻo tà, đạo pháp giải thoát có thể cứu độ. 3. Những người tạo các nghiệp ác, pháp niệm xứ có thể cứu độ. 4. Kẻ đang bị tám nạn, Bồ Tát có thể cứu độ. Đó là bốn pháp cứu độ. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, có bốn pháp an lạc, những gì là bốn pháp? 1. Sinh ra được gặp Phật. 2. Được sinh ở nơi chốn không có các nạn. 3. Luôn tin tưởng nơi Phật pháp. 4. Có được đầy đủ chánh kiến của bậc giác ngộ. Đó là bốn pháp an lạc lớn. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, là có bốn pháp có thể thành tựu được sự nghiệp, những gì là bốn pháp? 1. Thân tứ đại được điều hòa, khiến thân tâm luôn được an lạc. 2. Tâm thanh tịnh, tư chất chánh trực, có thể đạt được chánh kiến. 3. Gặp Phật, có được lòng tin, làm nhân cho mọi sự an vui. 4. Phát tâm vô thượng nhằm chức trừ bao thứ bệnh phiền não của vô số lượng chúng sinh. Đó là bốn pháp có khả năng thành tựu sự nghiệp. Lại nữa này Tôn giả Xá Lợi Phất, ở đời có bốn thứ mong được, những gì là bốn thứ? 1. Các người bị bệnh tật ốm đau mà muốn được lành bệnh khỏe mạnh. 2. Kẻ bị đói khát bức bách mà muốn được ăn uống no đủ. 3. Những người bị khổ não dày vò mà muốn được an lạc. 4. Những kẻ đi trên đường nguy hiểm mong được an ổn. Đó là bốn thứ mong được ở đời. Lại nữa này Tôn giả Xá Lợi Phất, thế gian luôn có bốn nơi chốn tham đắm. Do sự tham đắm ấy bị đọa vào các nẻo ác. Những gì là bốn? 1. Tham đắm về thân. 2. Tham đắm về thọ mạng. 3. Tham đắm đối với tài sản. 4. Tham đắm về ái dục. Đó là bốn nơi chốn tham đắm. Lại nữa này Tôn giả Xá Lợi Phất, có bảy nơi chốn chứa đựng. Đó là chốn chứa đựng của gió, cái sống, chính, lạnh, nóng, kiến thức và tham dục. Trong các sự chứa đựng ấy, chốn chứa đựng về tham dục là bền chắc hơn hết. Nơi chốn chứa đựng tham dục đó đã nương tựa vào cái gì đã tồn tại, chính là nương tựa nơi thân tướng con người, với bao thứ nước mắt, nước bọt, đờm, dãi, máu mủ, gân xương, da thịt, tim gan, ngũ tạng, phân, nước tiểu. Bây giờ trong chúng hội có một vị cư sĩ tên là Tuyển Trạch. Vị cư sĩ này có người vợ tên là Diệu Sắc, dung mạo đoan nghiêm, nhân sắc diễm lệ. Cư sĩ Tuyển Trạch hết sức yêu thương say đắm nên luôn bị phiền não dễ khởi. Cư sĩ nghe Phật nói liền đứng dậy thưa với Phật rằng: Kính bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ nên cho rằng tâm tham dục đã dễ khởi từ chỗ nhỏ yếu của con người. Vì sao? Vì như vợ con vốn là người rất đoan nghiêm xinh đẹp, không có điểm nào xấu tệ cả. Đức Phật biết vị cơ sở này vốn nhiều tham ái sâu nặng, tức thì hóa ra một người đàn bà dung mạo đoan nghiêm xinh đẹp giống như diệu sắc, đã thông thả đi vào chúng chỗ chúng hội. Cơ sở Tuyển Trạch trông thấy liền suy nghĩ: Vợ ta do duyên gì đi đến chúng hội này? Suy nghĩ như vậy rồi bèn hỏi người đàn bà kia: Nàng vì sao mà lại đi đến nơi này? Người đàn bà đáp: Em đến là muốn được nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Cư sĩ nghe vậy bèn dẫn vào chỗ ngồi và để vợ ngồi lên mé vạt áo mình. Đức Phật dùng thần lực khiến người đàn bà ấy phóng uế làm bẩn cái vạt áo, gây mùi hôi thối, làm cho cư sĩ Tuyển Trạch không thể chịu nổi, phải dùng tay bịt mũi, quay đầu nhìn sang bên phải, quấy xem ai là kẻ làm chuyện xấu. Lúc này người ngồi bên phải cư sĩ bạc là Mạc Đăng Đà bèn nói với cư sĩ: Vì sao lại phải bịt mũi rồi quay sang phía tôi? Cư sĩ Tuyển Trạch đáp: Vì phía bên này quá ư hôi thối, không chịu nổi. Do thần lực của Phật nên Bạc Nan Đề cùng như người trong chúng ngồi nhìn thấy người đàn bà kia đã làm xấu cả một vạt áo của cư sĩ Tuyển Trạch. Bạc Nan Đề nói với cư sĩ Tuyển Trạch: Hãy xem kìa, chính vợ anh đã gây ra chuyện hôi thối này. Cư sĩ đáp rằng: Tôi không chút nghi ngờ về chuyện này. Vợ tôi trong lành, thân không chút nhơ nhớp. Nếu có người nào nghi ngờ thì tự mình nên xem lại chính mình.
Lệnh Như riêng nói riêng với Bạch Năng Đà, ý tôi cho rằng anh là tác giả vụ này. Bạch Năng Đà nghe thế liền tức giận, nên đứng phắt dậy nói với cư sĩ: anh thật không biết hổ thẹn, ai là người đã tôn anh là cư sĩ đấy? Anh này đáng gọi là cư sĩ hôi thối. Sao anh không tự tay mình đẩy vợ anh đang ngồi nơi vạt áo kia ra mà xem thử? Chính chị ta lúc ngồi lên vạt áo anh đã gây ra việc xấu ấy. Anh tự ngồi lên cho nên đã lãnh đủ, vậy mà không xấu hổ lại còn muốn chê bai người khác. Mọi người trong chúng hội bèn sướng to lên: cư sĩ hô tối ấy. Và nên ra khỏi chúng hội, bèn nói với người đàn bà kia: người quá đỗi bất tịnh, không nên ở trong chúng hội. Nói xong liền dùng tay kéo người ấy ra bên ngoài. Tuyển Trạch trong lòng nghi hoặc nói với người đàn bà: tôi vốn quý trọng nàng nên mới để ngồi nơi vạt áo ta. Nàng là người lớn, sao lại giở trò như vậy? Người đàn bà đáp: ông ngồi xét nơi chỗ nhơ nhớp nên mới đến nông nỗi ấy. Cái sự Tuyển Trạch lúc này liền sinh tâm chán nản, muốn bỏ chiếc áo bẩn ấy lại sợ váy lên người mình, bèn hỏi Bạch Năng Đà là cách nào để tống khứ chỗ nhơ nhớp bẩn này. Bạch Năng Đà đáp: chẳng phải chính thứ phân nhơ ấy để làm ô nhiễm thân anh, mà chính những suy nghĩ suy kém mới là điều anh đang quan tâm. Nếu muốn liệu bỏ thì nên trốn đi một nơi xa nào, không trở về nữa. Do vợ anh làm xấu khiến cho đại chúng ở đây phải đau đầu, bụng bật, rối loạn. Cư sĩ Tuyển Trạch nói: con em dòng họ Tích đều giàu lòng từ bi thương người, sao anh ác khẩu quá vậy? Bạch Năng Đà nói: như anh hôm nay thì làm sao có thể từ bi thương xót được? Lời Phật chỉ dạy mà dám trái nghịch. Ăn nói như thế này, vợ tôi đang nghiêm, không hề có những gì xấu xa. Anh hãy tự xem thử có trong sạch không mà muốn phỉ báng tôi. Cư sĩ Tuyển Trạch nói với người đàn bà: nàng nên trở về nhà. Bạch Năng Đà đã nói như thế này tới đấy, ta hôm nay đã thấy rõ, người nữ chẳng chút chính trực, lại đầy dẫy những lỗi lầm bất tịnh, đã sinh tâm chán lìa, muốn ở nơi Pháp Phật xuất gia tu tập. Bạch Năng Đà nói: anh ấy hình thể nhỏ nhất như thế, nếu dùng hương thơm xoa lên thì cũng phải trải qua hàng năm trời, sau đấy mới có thể kham lấy nỗi việc xuất gia. Cư sĩ đáp: nếu tôi dùng hương xoa lên người và trải qua hàng năm trời thì hoặc là thân tôi vô thường hoặc Phật diệt độ, như thế thì nhân duyên xuất gia cầu đạo của tôi sẽ hỏng mất. Này đâu thấy được chấp thuận cho xuất gia thì tôi chẳng hề lai vãng đến các thành ấp thôn xóm, lấy chốn A Nan Nhã làm tăng phòng tinh xá, mặc đạo y khất phục, luôn ở nơi chốn vắng vẻ ô tịch. Thế thì ai biết tôi xấu ế? Đức Phật bảo: này cư sĩ, ông muốn ở nơi pháp của ta mà xuất gia chăng? Cư sĩ Tuyển Trạch liền thưa: đúng vậy, kính bạch Thế Tôn. Phật nói: lành thay, ông là sa môn tu tập phạm hạnh, tức thì râu tóc của vị cư sĩ được cạo sạch, áo ca sa mặc lên thân, tay nâng bình bát, đúng hình dạng một vị tỳ kheo. Đức Phật vì vị tỳ kheo mới này mà thuyết giảng giải bốn chân lý khổ tập diệt đạo, được nghe bốn thánh đế. Vị này đạt được pháp nhãn thanh tịnh, thành tựu quả Tu Đà Hoàn. Những lần thuyết pháp giáo hóa tiếp theo dần dần giúp cho vị ấy chứng quả Tu Đà Hàm và A Na Hàm. Qua khỏi đêm hôm ấy, vị tỳ kheo này liền quát y mang bình bát đi đến thành Vương Xá, lần lượt khất thực, bèn trở lại nhà mình đứng bên ngoài cửa. Lúc này người vợ tên Diệu Sắc thấy chồng mình đầu cạo, thân mặc pháp phục, tại người xuất gia học đạo, để nói rằng: ông đã chọn việc lìa bỏ gia đình làm việc sa môn chăng? Tuyển Trạch đáp: hôm nay nàng đã làm một việc không hay, khiến áo ta bị nhơ nhớp bẩn cả thân ta. Diệu Sắc nói: ông là đã là tỳ kheo rồi mà còn muốn phỉ báng người khác sao? Tôi từ nơi nhà cha tôi trở lại nhà này, chưa hề thấy ai ở ngoài cửa, huống hồ lại đi tới vườn trúc mà có mặt trong chúng hội ở đấy sao? Bây giờ vị tỳ kheo này mới này nói với Diệu Sắc: có cả Bạc Nang Đà lúc ấy ngồi bên ta, và trong chúng hội đều thấy việc dẫn nàng đưa nàng ra bên ngoài. Lúc này có tên ác ma vốn đã đi theo Tiện Trạch bèn nói xen vào: hôm qua người nhà trông thấy đó không phải là nàng Diệu Sắc đâu, đấy là cha biến hóa mà làm tâm ông bị huyễn hoặc đấy. Nên ông nên trở về nhà để tự vui thú với năm dục
nên thối dục lạc. Sa môn Cù Đàm đã lừa dối ông: ông này đã làm chuyện hư vọng, đâu phải thật sự là một tỳ kheo. Sa môn Cù Đàm thường dùng thuật ấy để dối lừa mê hoặc nhiều người, khiến họ xuất gia, nhưng nay đã lừa dối ông vậy. Tỳ kheo tuyển ra vì đã chứng được thực chứng chánh pháp nên liền biết đấy là việc ma làm, bèn nói với kẻ ác rằng: ông cũng biến hóa, tôi cũng biến hóa, chệ diêu sắc này cũng đều là biến hóa. Phật thường thuyết giảng các pháp đều là không, như hiện hóa cả. Lúc bấy giờ, nàng diệu sắc được nghe pháp xong, liền đối với các pháp đã thấy được và xa lánh tính chất câu ế bụi bặm, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, dứt trừ mọi mối nghi hoặc nên không nghe theo lời kẻ kia. Do ở trong pháp Phật được diệu lực, vô ý bèn nói với Triển Trạch: việc ông làm là hết sức tốt đẹp, đã có thể ở nơi pháp Phật vui thích tu tập phạm hạnh, tối nay cũng ở nơi pháp xin xuất gia học đạo. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: nếu người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì phải nên xa lìa bốn pháp. Những gì là bốn pháp nên xa lìa? Xa lìa bè đảng xấu ác, các hàng tri thức xấu ác và hành bất thiện. Đó là lúc mới phát tâm, chỗ nên bỏ lìa bỏ vậy. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất: nếu người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề phải nên xa lìa đối với sự thâm đắm hình tướng nữ nhân, không nên cùng với nữ nhân chung nơi chung chuyện. Đó là pháp thứ hai phải nên xa lìa. Là đó này tôn giả Xá Lợi Phất: nếu người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì phải nên xa lìa đối với các thứ sách vở luận thuyết của ngoại đạo. Đấy là loại hình luận, lọc già gia luận, mặc già la luận, đều chẳng phải Phật thuyết giảng, không nên gần gũi nghe nhận đọc tụng. Đấy là pháp thứ ba cần nên xa lìa. Lời nữa này tôn giả Xá Lợi Phất: nếu người phát tâm cầu đạo vô thượng Bồ Đề thì chẳng nên gần gũi các nẻo tà kiến ác kiến. Đó là pháp thứ tư cần nên xa lìa. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai không còn thể có thêm một pháp nào khác nữa mà có thể tạo nên chướng ngại sâu dày cho Phật đạo như bốn pháp này, vì thế Bồ Tát phải nên xa lìa. Lời nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu muốn mau chóng đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề thì phải nên tu tập bốn pháp. Những gì là bốn pháp nên tu tập? Bồ Tát phải nên theo các bậc thiện tri thức, các hàng thiện tri thức ấy chính là chư Phật. Nếu như các vị thanh văn có thể khiến cho Bồ Tát an trụ nơi các pháp ba la mật của pháp tạng thâm diệu thì đó cũng là bậc thiện tri thức của Bồ Tát, phải nên gần gũi kính lễ cúng dường. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải nên thân cận hàng xuất gia, có nên gần gũi với các pháp a la nhã nên xa lìa đối sắc. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, Bồ Tát phải nên thân cận tu tập theo chánh kiến lớn về không nên xa lìa tà kiến. Lại nữa này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu chư Bồ Tát muốn mau đạt được đạo quả vô thượng Bồ Đề thì phải nên gần gũi bốn pháp như thế. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ theo ý nghĩa trên nên nói bài kệ: xa lìa nơi nữ nhân cùng lìa ác tri thức, cũng rời ngoài đạo luận và bao nẻo tà kiến. Nếu gần gũi nữ nhân cùng những ác tri thức theo ngoại đạo luận bàn, tăng trưởng các tà kiến, do tà kiến tăng thêm nên mau đọa số nạn, lìa tám nạn khó được, cũng khó tin Phật pháp. Nếu người muốn làm ác liền tạo nên hạnh ác, nếu tạo những hạnh ác, ác đọa vào nẻo ác. Vì thế kẻ cầu đạo cho nên gần nữ sắc, thường phải sanh chán lìa, xem đấy như chốn uế. Chớ gần ác tri thức khiến lạc nẻo phi pháp, nếu gần nẻo phi pháp khiến người mất tâm. Như thân cận ngoại đạo, các luận nghĩa ni kiền, ngôn từ tuy trau chuốt nhưng sinh bao lỗi lầm, tất lìa mọi nẻo đó, ác rời các đường tà. Ta nói bốn pháp ấy gốc lưu chuyện sanh tử, xa lìa pháp thấp kém, tập gần hành thường diệu. Ta vốn siêng tu tập hành hóa pháp như thế, xuất gia tu phạm hạnh gần gũi thiện tri thức. Chư Phật cùng đệ tử khi ta trụ Phật đạo, ta thường tu hạnh không, không không cùng đại không, tuy hành pháp không ấy mà không chấp nơi không. Nếu pháp cùng chốn đạt, cả hai chẳng đều không, đó gọi là chân không. Thế giới thật khó lượng, ta vốn vì Phật đạo nên tu tập các pháp, pháp ấy rất vi diệu, trí phàm phu khó kịp. Lúc ta cầu Phật đạo, mọi chúng nghe kinh pháp, tâm ý tự suy nghĩ, chẳng theo người khác nói.
Ta tự mình thông tỏ mà vì người khác thuyết, đó là nẻo chánh đạo, không phô ngại tịch diệt. Trong không chẳng có sinh, cũng chẳng có già bệnh, trong không cũng không chết, đó là tướng thường trụ, đó là tướng thật pháp, chốn đạo tràng thông đạt, trừ diệt các vô ma. Đạt giác ngộ vô thượng, mọi pháp ta chứng đắc, liền việc người chuyện nói, khiến chứng cõi vô thượng mà không chốn tướng chuyển. Như muốn đạt Phật đạo, cũng an tọa đạo tràng, muốn phá diệt chốn ma, thường tu pháp không ấy. Nếu có người muốn chuyển pháp luân diệu vô thượng, độ vô lượng chúng sinh nên học pháp không ấy. Muốn trụ 10 lục Phật cùng 4 vô sở ý, ta tiếng rống sư tử nên tu tập pháp ấy. Muốn có được tiếng tốt truyền tụng khắp 10 phương, phải chánh tâm tu tập tâm tỏ pháp không ấy. Chư Bồ Tát bậc trí theo học pháp không ta, đạt được nẻo giác ngộ, đó là trí tối thắng. Thì khéo tỳ kheo ni, nếu theo học hạnh ta, con sẽ đạt giác ngộ như ta nay đã đạt. Chẳng những hai chúng này mới hành pháp không ấy, mà hết thảy chúng sinh cũng học thành Phật đạo. Ta đem 8 nẻo chánh tu tập pháp không này, thông đạt các tướng pháp, chứng vô thượng chánh giác. Ta xin tu pháp ấy nên được trí vô ngại, là nẻo chánh như Phật. Thường tu tập pháp không, vì vậy chư Bồ Tát giúp vì lợi muôn loài phải nên học pháp ấy, chính là các pháp không. Nơi tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát là có 4 pháp, nhờ đấy mà trải qua nhiều đời, nhiều kiếp, thân mạng, chuyển biến cũng không mất chánh niệm, có thể theo như lời Phật chỉ dạy mà hành hóa. Ở trong các pháp có được tâm quyết định, đạt được biện tài vô ngại, biện tài sắc sảo, nhanh nhẹn, biện tài sâu xa, cùng biện tài không gì hơn, như Phật đã thấu đạt, nên gia hộ thần lực và ở nơi đời sau sẽ dốc sức với việc giữ gìn bảo vệ thành trì chánh pháp. Những gì là 4 pháp ấy, tương vô thích với việc xuất gia, đời đời tu tập theo pháp xuất gia ấy. Vì tất cả chúng sinh ở cầu pháp không biết chán, thuyết pháp không ngại mệt mỏi, thực hiện các pháp định không nương tựa, để dứt trừ sự vướng mắc nơi hình tướng các pháp, luôn siêng năng tu tập pháp tâm bụi niệm Phật ở trong các duyên mà không giấy riêng lẻ. Đó là pháp đầu tiên để giữ gìn chánh niệm. Lời nói này tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát tự mình cầu Phật đạo cùng giáo hóa chúng sinh, khiến họ được an trụ trong ấy, thường vô thích xưng tán thần lực công đức của chư Phật, đó là pháp thứ nhì nhằm giữ gìn chánh niệm. Lời nói này tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có khả năng thành tựu pháp nhẫn vô sinh hết mực tâm diệu, đó là pháp thứ ba nhằm giữ gìn chánh niệm. Lời nói này tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát ngay vào lúc mạng chung, tâm không hề tán loạn, luôn nhớ nghĩ đến chư Phật cùng các pháp tâm diệu. Do từ pháp nhận thâm sâu ấy mà chánh niệm không bao giờ bị mất. Đó là 4 pháp. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ ý nghĩa ấy nên nói bài kệ: Bồ Tát luôn cầu pháp, cũng luôn hành pháp thí. Vì thế ở các pháp, chánh niệm không hề mất. Hóa độ vô lượng loài, khiến trụ nơi Phật đạo, đời đời thân lưu chuyển, luôn giữ gìn chánh niệm, học hỏi theo, học hỏi nẻo Phật khen, pháp không tịch thâm diệu. Vì vậy Bồ Tát ấy mau đạt nhẫn vô sinh, cũng chẳng giấy vô sinh tức vô sinh. Do được nhẫn diệu ấy nên chẳng mất chánh niệm. Bồ Tát bậc trí đó, mang trung tâm chẳng loạn, thường dốc niệm chư Phật, cùng pháp diệu chư Phật, người ấy lúc mạng chung, tâm kia không thoái chuyển, nên đời đời thân chuyển luôn giữ được chánh niệm. Do đó nếu có người muốn đạt đạo vô thượng, nên tu tập hết thảy 4 pháp lành như vậy. Pháp ấy là hơn hết, chư Phật luôn khen ngợi. Ta nay cũng xưng dương các vị phải tu học mọi pháp Như Lai tuyết, nhằm đại lạc các vị. Phật vì lợi ích khắp, chẳng buộc vì ông nói. Nếu quyết cầu trí Phật nên tu học đạo ấy, do tu học đúng nẻo, theo đấy sinh Phật tuệ. Nếu có ích, nếu kẻ còn biến trẻ, cùng sinh tâm thoái chuyển, đoạn chẳng được Phật đạo, nên xa lìa nẻo đó. Nếu người chấp tâm ta cùng vướng tượng chúng sinh, hoặc nương tựa vào pháp, chẳng thể chấn Phật đạo, nên lìa bỏ tâm ấy, thường tu học tướng không, phá mọi chấp về pháp, cùng chấp trí thâm diệu, cũng chớ chấp chúng nương. Có nương tức tướng động, ưa thích các pháp động, nên mãi bị sinh tử. Phẩm 28, các pháp thâm diệu, Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất.
Vô ta có bốn pháp, nhờ đó có thể đạt đến tất cả các pháp diệu thối tánh. Chứ gì là bốn pháp? Một, nếu người phát tâm đại thừa, thấy đạo pháp đang hồi suy diệt. Vì muốn cho chánh pháp được trụ thế lâu dài, nó sẽ năng tinh tấn, còn pháp không biết mệt mỏi. Hai, nếu thấy các pháp tháp miếu của Như Lai bị hư hại, thì nên dốc thâm tâm tu bổ sửa sang để được tồn tại lâu bền. Ba, lại vì giúp vui thích chánh pháp mà không tiếc thân mạng. Bốn, nhận thấy mau nỗi khổ của chúng sinh, nên giải tâm từ bi rộng lớn, cùng thêm tinh tấn thực hiện các hạnh nguyện như vậy. Đến lúc nào mình sẽ tu tập thành tựu Phật đạo, dứt trừ mọi nỗi khổ kia, vì họ mà thuyết giảng chánh pháp. Này tôn giả Xá Lợi Phất, là Bồ Tát luôn cầu pháp không biết chán, vì nhằm cầu pháp nên phát tâm rộng lớn lao mà giấy khởi sự mong muốn to tát. Đại Bồ Tát vì cầu trí tuệ lớn với những thần lực và công đức không gì hơn được, nên phải diệt trừ tâm kiêu mạn. Đại Bồ Tát từng ở nơi chúng sinh vui thích thực hiện tâm từ bi, vì chúng sinh mà mong cầu lợi lạc, nên suy nghĩ như thế này: những chúng sinh đó không có ai là người cứu giúp, chỉ một mình ta nên phải dốc sức. Đại Bồ Tát vì đã dứt mọi sân hận, nên tu tập thể hiện tâm từ bi lớn lao. Đại Bồ Tát vì đã dứt mọi ganh ghét đố kỵ, nên đã khiến cho chúng sinh có được niềm vui vẻ chân trí tuệ mà mình đạt được. Đại Bồ Tát vì tâm không còn keo lận, nên luôn đem pháp thí để giúp phục chúng sinh. Đại Bồ Tát vì sự bố thí lớn lao ấy, nên có thể giúp hết tâm mình an vui với Phật đạo. Đại Bồ Tát đối với tất cả các pháp, tâm không hề tham đắm. Đại Bồ Tát vì luôn khéo léo trong sự thuyết pháp, nên dung mạo luôn hòa nhã vui vẻ, ngôn ngữ thường vui tươi, nhận thấy bao nỗi khổ của chúng sinh thì càng gia tăng siêng năng tinh tấn tu học. Đại Bồ Tát luôn vui thích với Phật Pháp, cùng an lạc trong Pháp Phật. Đại Bồ Tát vì đạt Pháp vô sở ý, nên ở trong đại chúng được tạo được tiếng rống của sư tử. Đại Bồ Tát vì đã dứt hết mọi kinh sợ, nên luôn an trụ trong Phật Pháp. Đại Bồ Tát luôn siêng năng tinh tấn trong sự hành hóa, nên có thể tập hợp được mọi căn lành và vốn đắc chúng. Đại Bồ Tát ở nơi các cõi nước thành ấp thôn xóm, không hề tạo sự dính líu vướng mắc. Đại Bồ Tát luôn siêng năng trong giáo hóa hết thảy chúng sinh trong mười phương thế giới. Đại Bồ Tát luôn là hạng người thông minh, căn trí hơn người, thông tỏ hết thảy các pháp. Đại Bồ Tát cầu nghĩa chân thật, nên luôn tư duy như thật về tất cả các pháp. Đại Bồ Tát đối với các pháp Phật luôn mong đạt được diệu nghĩa chân thật, là nhằm để đạt đến sự giác ngộ vô thượng. Đại Bồ Tát chưa đạt được giác ngộ nên khéo biết được hoàn cảnh thuận tiện để giáo hóa chúng sinh. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát có thể theo đúng chánh pháp để diệt trừ các luận thuyết của ngoại đạo. Đại Bồ Tát đối với tất cả các pháp luôn là người có được sự quyết định và ý nghĩa của chúng. Đại Bồ Tát luôn thể hiện được chân tính của Phật Pháp. Đại Bồ Tát vì là phước điền của Pháp Bảo, nên luôn đem lại sự sống cho Pháp Bảo. Đại Bồ Tát với như biển lớn, luôn nhận lấy tất cả các pháp không bao giờ cho là đủ. Đại Bồ Tát như núi Thiết Vi, có khả năng ngăn chặn làn gió, tạo nên bao thứ phiền não cho vô lượng vô số chúng sinh. Đại Bồ Tát như nước nơi biển rộng, luôn diện nói thuyết giảng các pháp vô tận. Đại Bồ Tát do tâm luôn được tịnh diệu, nên luôn bao la như hư không. Đại Bồ Tát phải đại cho đắc tính chất vô tận của các pháp, nên cùng hòa hợp với hư không. Đại Bồ Tát như núi Tu Chi, nên luôn tích chứa các pháp lành. Đại Bồ Tát với như đại địa, luôn nhận lấy bao sự yêu ghét đủ nẻo. Đại Bồ Tát với như ruộng tốt, nên gieo trồng các căn lành, không hề bị mất mát. Đại Bồ Tát với như hoa, với như mặt trời dũng mãnh, nên có thể đem lại cho muôn loài ánh hào quang chánh pháp sáng chói. Đại Bồ Tát cũng giống như mặt trăng trong lành, luôn xua tan mọi nẻo tâm tối. Đại Bồ Tát với như chiếc lòng dày kín, có thể ngăn chặn mọi nẻo dâm dục, giận dữ, si mê, còn bao lửa phiền não của chúng sinh. Đại Bồ Tát cũng như đám mây dày che phủ, vì mọi chúng sinh mà đem lại sự an ổn cho họ. Đại Bồ Tát giống như cây lớn, có khả năng làm chỗ quay về cho mọi chúng sinh. Đại Bồ Tát có thể vì thế gian mà làm người hóa độ, làm nơi chốn khiến cho mọi chúng sinh quay về, làm chỗ nương tựa cho họ, cùng trao cho pháp họ pháp vô ý. Đại Bồ Tát là bậc thầy trong thế gian, nên đối với mọi nghề nghiệp kỹ xảo thể đều thông tỏ. Đại Bồ Tát vì lợi ích của chúng sinh, nó có thể đem lại cho đời nay đời sau sự an lạc của Niết Bàn. Do vậy mà đối với Đại Bồ Tát, hết thảy chúng sinh đều nên kính lễ.
Này Tôn giả, sao lại phát nói như các chúng sinh có thể biết được Bồ Tát đã vì họ mà làm những việc khó làm, nhổ khổ nhọc như thế? Đã vì nhất duyên mong có được an lạc mà đảm nhận những việc quan trọng như thế, như ta đã biết. Thì hết thảy chúng sinh đều nên hết sức kính trọng, ghi ân. Từ lúc mới phát tâm cho đến khi thành tựu quả vị Phật Đà, trong khoảng thời gian ấy, tất cả chư thiên và người trong thế gian, với đầy đủ mọi thứ an vui hiện có, đều đem cúng dường, luôn bày tỏ sự cung kính hết mực. Là nữa đối với Bồ Tát ấy, thời gian hướng đến đạo tràng, nó dùng các loại y phục quý giá hoặc loại thiên y, cùng các loại hoa sen tươi tốt bày ra thành tòa cao lên tới đỉnh đầu để cúng dường, hoặc dùng các thứ thiên y quý báu mà làm dịu lòng hiên che nhằm ngăn chặn gió và ánh sáng mặt trời. Vì Bồ Tát ấy đã thành tựu đạo quả vô thượng trên đại chánh giác, thì đem các thứ hương hoa cờ phướng, các loại kỹ nhạc để cúng dường, và có thể tự thân lo liệu đảm nhận mọi công việc cúng dường hầu cận. Những chúng sinh đó tôn kính cúng dường như vậy cũng chưa có thể báo đáp hết được ân đức của Bồ Tát. Vì sao? Vì đại Bồ Tát đã vì việc đem lại cho chúng sinh các pháp vô lậu tịnh diệu, sự an lạc của đạo pháp vô thượng mà tạo nên sự trang nghiêm lớn lao. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, đem sự an lạc của thế gian mà so sánh với điều ấy, thì trong trăm phần ngàn phần, trăm ngàn vạn phần, sự an lạc của thế gian hãy còn chẳng được thấy lấy một. Thậm chí dùng thí dụ cũng không thể diễn tả hết được. Vì sao? Vì mọi thứ an lạc mà chúng sinh cúng dường cho Bồ Tát đều là các pháp thế gian hữu lậu hư dối, vô thường biến đổi. Còn những an lạc mà Bồ Tát đem lại cho cho chúng sinh đều là các pháp xuất thế gian vô lậu chân thật, là những an lạc dứt sạch mọi thứ phiền não nung đốt, những an lạc thường hằng rốt ráo, không bến bờ, không hạn lượng. Vì vậy, này Tôn giả Xá Lợi Phất, nên biết là chúng sinh dù đem hết thảy mọi thứ an lạc để cúng dường Bồ Tát, còn không thể báo đáp đủ. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, là Bồ Tát đối với những kẻ chìm đắm trong sự ngủ nghỉ thì làm cho họ thức tỉnh giác ngộ, đối với kẻ buông lung thì làm cho họ trở nên siêng năng tinh tấn, đối với kẻ mê cuồng thì giúp họ tu tập chánh niệm, đối với kẻ tâm tối thì luôn vì họ mà làm ánh sáng mặt trời, đối với kẻ bệnh tật ốm yếu thì làm bậc đại lương y, đối với kẻ lạc vào nẻo tà kiến thì chỉ cho họ thấy chánh đạo, đối với những chúng sinh chưa phát khởi các pháp lành thì giúp cho họ giấy khởi pháp lành, đối với hàng chúng sinh chưa tăng trưởng các pháp thì giúp họ tăng trưởng. Này Tôn giả Xá Lợi Phất, cần ghi nhận lời quan trọng này. Rõ ràng là không một người nào khác có thể vì chúng sinh làm chỗ cho họ quy ngưỡng, là người cứu độ họ, đem họ đến với đạo giải thoát rốt ráo. Chỉ có chư Phật mới làm được những điều ấy, mà các pháp của chư Phật, các pháp của Như Lai, các pháp an nhiên tự tại ấy chẳng phải từ một ai sinh ra, tất cả đều được sinh ra từ nhân của Bồ Tát Đạo. Phẩm 29 nói về sự nghịch thuận. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật: Kính bạch Thế Tôn, thật là điều hy hữu. Bồ Tát ấy thật là hết sức vi diệu sâu xa, có thể đem lại sự thanh tịnh trang nghiêm cho chính mình, cũng đem lại sự thanh tịnh cho chúng sinh. Ví như bạch Thế Tôn, nơi cõi trời đau lợi, tại cây ba loại chất đa la, chất đa câu tỳ la, hoa nở rộ không chỉ đem lại vẻ tươi đẹp cho chính nó, mà còn tăng thêm vẻ tươi vui trang nghiêm cho chư thiên cõi trời đau lợi. Đại Bồ Tát cũng như vậy, đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đầy đủ các pháp Phật, đã tự đem lại sự nghiêm tịnh cho chính mình, là cũng vì vô lượng chúng sinh làm chốn quy ngưỡng cho họ thành tựu thanh văn thừa, đều đạt được các pháp tự tại về căn lực giác đạo thiền định tam muội bối xả để tạo được an lạc cho mình, cũng như cây ba loại chất đa la câu tỳ la với hoa nở rộ đem lại niềm vui thích cho chư thiên cõi trời đau lợi. Kính bạch Thế Tôn, không có người trí nào mà không nương theo thừa ấy để tu tập, chỉ vì chúng con vốn dĩ biến trễ, tin theo lời kẻ khác ở nơi chỗ pháp được nghe sinh tâm an lạc, bèn cho là đã đạt được an lạc. Hôm nay mới rõ là mình không có được đạo lực có thể khiến cho một người đứng vững trong đạo ấy. Kính bạch Thế Tôn, con từ nay trở đi, nếu có thuyết pháp thì trước hết nên khai diễn Bồ Tát thừa đó, sau đây mới nói về các pháp thanh văn. Vì sao? Vì là con làm như thế nhằm để báo đáp ân Phật,
ở chỗ là đã khiến cho ít nhất là một người phát tâm vô thượng bồ đề và đạt đến chánh giác. Đức Phật bảo tôn giả Xá Lợi Phất: lành thay, lành thay, tôn giả này mới có thể phát tâm như thế nhằm thuyết giảng chánh pháp lớn lao giáo hóa bồ tát. Vì sao? Vì ở đời vị lai sẽ có nhiều kẻ khinh thường đối với pháp đại từ ấy, như thế là các kinh ít người tin thọ. Này tôn giả Xá Lợi Phất, ở vào đời bấy giờ, nếu kẻ thị nam thị nữ là người cầu pháp lành, sẽ tự mình chánh niệm nương theo nghĩa theo pháp, chớ nên tin ở chúng hội. Vì sao? Vì chúng hội thời bấy giờ chẳng phải là những người hành đạo. Chúng thanh văn của ta là những người tu tập hành đạo, chẳng hề coi thường Bồ Tát, cũng như hủy hoại các pháp đại thừa, huống hồ là đối với các kinh pháp do Phật thuyết giảng hết sức thâm diệu như thế mà tạo sự trái nghịch. Vì sao? Vì nếu sinh tâm trái nghịch thì chẳng phải là kẻ đang trên đường hành đạo. Chẳng phải là kẻ hành đạo thì đó là hành động của hàng phàm phu, không phải kẻ trí. Này tôn giả Xá Lợi Phất, vì thế mà phải nên học hỏi theo nẻo hành hóa của kẻ trí, lìa bỏ nẻo đường phàm phu. Nếu có vị tỳ kheo thờ ta làm thầy thì nên hành hóa theo con đường ấy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, trong đời vị lai, những người cầu Phật đạo thâm tín dốc hết sức tinh tấn, nhất tâm biết hổ thẹn chú cầu pháp lành, hay bị chỗ coi thường phá hoại của những kẻ khác, chúng nói như thế này: đó là kẻ biến giác không có sức mạnh của các phương tiện, không thể ở đời hiện tại đắc quả sa môn, vì muốn hưởng thụ năm tuyết dục lạc mà làm bậc quốc vương các pháp môn hiện hành, tự cho là bồ tát, là thừa nhận sự cúng dường khen ngợi của người khác. Trong các kinh pháp đại thừa, Đức Phật không nói hạng người ấy là hành giả. Này tôn giả Xá Lợi Phất, hãy xem kẻ ngu ấy chỉ đem một viên nhỏ nhặt mà hủy bán ta. Ta nói người cầu đạo thâm tín kia là kẻ hành đạo chân chánh, thì kẻ ngu đó chẳng cho đó cho là chẳng phải. Hoặc như Như Lai nói về hành giả tối thắng là người đạt được giải thoát thù thắng, thì kẻ ngu đó cho là chẳng phải hành giả, chẳng phải là người đạt được giải thoát. Này tôn giả Xá Lợi Phất, lúc ấy nó có kẻ bạch y làm đệ tử của kẻ kia tinh thọ và lời gã nói: trong thấy chư Bồ Tát tỳ kheo tỳ kheo ni ơ bà tắc ơ bà di đọc tụng tin tưởng tu tập các kinh như thế thì sinh tâm oán hại. Này tôn giả Xá Lợi Phất, hãy xem kẻ ngồi đó nào có trì giới. Trong kinh ta nói, nếu trông thấy cây cao hình tướng giống như con người, hãy còn không nên giận dữ, huống hồ là có người biết được. Người ác như thế luôn mang lòng giận dữ phiền não. Này tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả hãy xem thời kẻ ấy, cuộc đời có biết bao điên đảo. Pháp thì cho là phi pháp, phi pháp thì cho là pháp, thiện thì cho là chẳng thiện, chẳng thiện thì cho là thiện. Đối với hành giả thì giải tưởng chẳng phải hành giả, chẳng phải hành giả thì giải tưởng cho là hành giả. Đối với người đạt giải thoát thì sinh tưởng cho là chẳng giải thoát, chẳng phải đạt được giải thoát thì giải tưởng cho là đạt được giải thoát. Nên biết rằng cái ấy chẳng phải là người hành đạo, chẳng phải là người giải thoát, là chẳng biết pháp, cũng chẳng biết điều thiện, chẳng có thể thuận theo đúng giáo pháp của Phật chỉ dạy. Người ngu như vậy là đã bị sân hờn che lấp, bị tham lam, keo kiệt, đố kỵ, kiêu mạn, phủ ngăn, tự khen ngợi mình, kiêu căng, cao ngạo, coi thường người khác, luôn bị sự thiêu đốt bức hại của tham lam, sân hận, ngu si, lún sâu vào các đạo ác, để bỏ các pháp lành. Này tôn giả Xá Lợi Phất, nếu ta nói đầy đủ về lỗi lầm của kẻ ác ấy, thì tất nhiên là sẽ tiếp tục tăng thêm các việc, các nghiệp tạo ra tội lỗi chẳng thể cứu được. Người ngu sẽ như vậy thì phải nên xa lìa, giống như phải tránh loài trâu bò dữ. Này tôn giả Xá Lợi Phất, Như Lai là thầy của người biết hổ thẹn, chứ không phải là thầy của kẻ không biết hổ thẹn. Là thầy của người tin tưởng, thọ nhận, chứ không phải thầy của kẻ không biết tin tưởng. Là thầy của người biết thuận theo chánh pháp, chứ không phải là thầy của kẻ hủy hoại chánh pháp. Là thầy của người hành hóa tinh tấn, chứ không phải thầy của kẻ biến nhát mới trẻ. Là thầy của người biết nhiếp phục các niệm, chứ không phải thầy của kẻ bị tán loạn. Là thầy của người có trí tuệ, chứ không phải thầy của kẻ ngu si.
Này tôn giả Sa-la-phất, kẻ ngồi sĩ ấy chẳng phải là đệ tử của ta, ta cũng chẳng phải là thầy của kẻ ấy. Tôn giả hãy xem người đó như thế nào đối với Phật thừa, đối với chánh trí của Như Lai, cũng như là nơi chốn tu học trong sự gắn bó lâu xa với Như Lai. Vì đã gắn bó trong sự tu học thì thông tỏ trí tuệ lớn lao, thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề, liền đem pháp ấy vì chư bồ tát mà thuyết giảng, và suy nghĩ rằng nếu có bồ tát theo học pháp này, tu tập theo trí tuệ Phật, mới có thể đạt được đạo quả vô thượng bồ đề, cứu vớt chúng sinh, khiến họ thoát khỏi sinh tử và làm cho Phật chủng luôn được tiếp nối. Như Lai cũng tự tôn kính pháp ấy. Thế mà kẻ ngu si thì coi thường, chẳng tin, thật là điều bất thiện, tột bậc trong mọi điều bất thiện, không còn gì tệ hơn. Vì thế đối với các vị, nên dựa vào pháp mà hành hóa, chớ dựa nơi người, nên tự ý chỉ nơi chính mình, chớ nương nhờ kẻ khác. Này tôn giả Sa-la-phất, đó chính là giáo pháp của Như Lai. Các vị tỳ kheo làm thế nào để chỉ nương theo pháp mà hành hóa chứ không dựa nơi người, nên tự ý chỉ nơi chính mình chứ không nhờ kẻ khác. Này tôn giả Sa-la-phất, các vị tỳ kheo, tùy trường hợp mà lìa hay thuận, để tu tập bốn niệm xứ nhằm đạt đến Niết Bàn. Thế nào là gọi là niệm xứ? Đối với sự thọ nhận của thân tâm luôn nhớ nghĩ không rời bỏ. Là nữa này tôn giả Sa-la-phất, có được tri kiến như thật về các pháp là không có tự tánh. Đối với pháp ấy luôn đạt được chánh niệm, dứt mọi sai lầm. Đó là niệm xứ. Đấy là việc tỳ kheo nương theo pháp mà hành hóa, không nương theo người, luôn tự y chỉ nơi chính mình chứ không nương tựa vào kẻ khác. Này tôn giả Sa-la-phất, nếu như có thể tu tập các pháp niệm xứ như vậy, thời tất dứt trừ được sự tham đắm vướng mắc. Đó là bậc A-la-hán, là người dứt sạch các lậu, là người diệt hết phiền não, là kẻ làm phước điền cho đời, là người đạt được tự tại, và là kẻ không còn bị ô nhiễm, là kẻ có trí tuệ, là người đạt tới bờ giải thoát, là bậc thầy dẫn đường, là hàng bà la môn phạm hạnh. Này tôn giả Sa Lợi Phất, bậc A La Hán ấy luôn xa lìa nơi tất cả các pháp ác bất thiện, không ham thích các pháp hữu phi, luôn dứt trừ các nghiệp không cho chúng giải khởi trở lại. Này tôn giả Sa Lợi Phất, nếu cho rằng A La Hán còn giải khởi các nghiệp tạo phước tội thì hoàn toàn không đúng. Vì sao? Vì đã lìa bỏ ba thứ mong cầu, chuyển đổi chính thứ kết xử, nên đối với tất cả các pháp tâm không còn tham đắm vướng mắc, dứt sạch mọi tham ái, ra khỏi nẻo sinh tử trong ba cõi dục sắc và vô sắc, không còn bị phiền não quấy nhiễu nung đốt, tâm tịnh như hư không, đó là A La Hán. Này tôn giả Sa Lợi Phất, gọi là người dứt sạch các lậu, tức là đối với các pháp không còn sót chút lậu nào, đạt tới sự đốt đá hoàn toàn, là người không bị phiền não trói buộc, tức là tâm của các bậc A-la-hán bản lai luôn như hư không, không uế không tịnh, là kẻ không còn bị nhiễm ô, tức là đối với sáu trần hoặc ưa hoặc ghét hoặc chê hoặc khen, tâm không chút đổi khác, nên luôn dứt sạch mọi thứ hết luận, là người làm phước điền cho đời, tức là đã đoạn hết mọi sự nung đốt của phiền não, đã có thể đem lại cho mọi loại pháp thí thanh tịnh bậc nhất, gọi là người đạt được tự tại, tức là nhận biết tất cả các pháp là không thực có. Ở trong pháp không ấy đạt tới bờ giải thoát, nên liền mọi hí luận hư vọng, gọi là hàng bà la môn tự tại, tức là ngăn chặn được mọi pháp ác, xa lìa hết thảy các pháp, nên không còn bị cố nhiễm, là bậc thầy dẫn đường, tức là có thể vì người mà thuyết giảng về chỗ bậc thầy dẫn dắt chúng sinh vượt qua sinh tử. Gọi là kẻ có trí tuệ, tức là người ấy có khả năng thông tỏ về mọi nghiệp duyên quả báo trong ba cõi dục sắc và vô sắc, đều từ sự phân biệt hư vọng mà giải khởi, nên ở trong ấy đã đạt được giải thoát, gọi là người đã đạt đến bờ giải thoát, tức là có thể phá trừ các ma cùng mọi nẻo trói buộc, có thể đạt đến bờ bên kia của tất hết thảy các pháp, đã ra khỏi chốn bùng lầy sinh tử, an trụ nơi đất lành. Vì vậy nên được gọi là người đạt đến bờ giải thoát. Này tôn giả Sa Lợi Phất, Như Lai có thể
Theo chỗ Phước Đức hiện có cửa bậc A-la-hán nhất sạch các lậu đã nói về tính chất không tăng giảm. Các vị A-la-hán là phước điền lớn, không có câu uế sâu ác, cũng không phải là việc gieo trồng các thớ cây tạp nhạp cùng đầy những thớ sỏi đá. Này tôn giả Xá Lợi Phất, các bậc A-la-hán chất sạch các lậu, nếu bị người hủy bán cũng không giấy niệm, người đó mắng mỏ tôi. Nếu được người khen ngợi thì cũng không giấy niệm, người đó khen ngợi tôi. Luôn dứt mọi niệm phân biệt, cũng không còn chỗ nghi hoặc. Là khéo nhiếp phục sáu căn, an trụ nơi địa bất thoái, đưa nơi pháp mà hành hóa, chẳng dựa nơi người. Có thể tự ý chỉ nơi chính mình, không nhờ cậy kẻ khác. Này tôn giả Xá Lợi Phất, do vậy mà hành giả như thế là trọn không trái nghịch với con đường giác ngộ của chư Phật, cũng trọn đời không giải nghiệp, chẳng phải là kẻ hành đạo giác ngộ. Như vậy là cũng không bị các người tu phạm hạnh chê trách, cũng là dốc sức ủng hộ nẻo giác ngộ của chư Phật, khiến trụ thế được lâu dài. Này tôn giả Xá Lợi Phất, bậc A-la-hán ấy đối với các pháp tâm không còn hy hoặc, mọi tạo tác đều hoàn thành và an trụ trong chánh đạo. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất thưa với Đức Phật, bạch kính bạch Thế Tôn, bậc A-la-hán trọn không trái nghịch, luôn an trụ trong Phật pháp. Vì sao? Vì nếu làm việc trái nghịch thì đó là nếu hành động của hàng phàm phu, chứ không phải là con đường tu tập của A-la-hán. Đức Phật nói đúng như vậy. Này tôn giả Xá Lợi Phất, kẻ trái nghịch chánh pháp là nếu hành động của hàng phàm phu, chứ không phải sự nghiệp của kẻ trí. Như Lai chỉ vì về đời vị Lai có các vị tỳ kheo tuổi tác cao, có nhiều hiểu biết, tâm có được sự an trụ tạm thời, ở một mình xa lìa đại chúng, không tiếp xúc với nữ sắc, bèn tự cho rằng ta là A-la-hán, sinh tâm cao ngạo. Thời bấy giờ, chốn nhớ nhiều người có lòng tin, bảo rằng đấy là A-la-hán nên cung kính cúng dường. Kẻ ngu si ấy cũng tham danh lợi, nó thọ nhận mọi sự cúng dường, tự cho là mình có được pháp A-la-hán không giấy khỏi các cái sự. Kẻ ấy thật chẳng rõ các pháp không phân biệt, lại vui thích giấy sự phân biệt, lấy một sự dừng dứt nhỏ, đối với các cách xử bèn cho là đắc đạo. Nếu đi vào các thôn xóm thì còn chủ trình các pháp về oai nghi, còn ở nơi riêng lẻ một mình thì lại phóng túng buông thả, ở chỗ chúng ngồi cũng khác. Người ấy thích nuôi nhiều đệ tử, có nhiều hiểu biết, nhiều khi còn được các bậc quốc vương đại thần cúng dường lớn lao, danh tiếng vang khắp, được nhiều người yêu kính quý trọng. Các cách xử thật đã đầy giấy, mà tự cho là đã giết sạch hết. Nếu được nghe các kinh điển nói về không, về sự tương hợp của các pháp hết sức thâm diệu như thế, ta vốn ưa thích các đệ tử yêu thích nghe nhận, mong được thông tỏ diệu nghĩa, đem tâm tuân kính để tu tập các pháp ấy. Thế mà kẻ ngu xê kia thì chẳng chịu tính thọ, lại chỉ muốn mang sự trái nghịch để bảo rằng đó chẳng phải là lời Phật nói, chẳng phải là giáo pháp của bậc đại sư, chẳng phải chánh pháp, chẳng phải điều thiện. Kẻ ở nơi pháp thì giấy tưởng cho là phi pháp, ở trong phi pháp thì lại giấy tưởng cho là pháp, ở trong pháp bất thiện thì sinh tưởng cho là thiện, ở trong pháp thiện thì lại giấy tưởng cho là chẳng thiện. Này tôn giả Xá Lợi Phất, những kẻ ngu si ấy theo chỗ các pháp mình cho là đạt được để tự khen ngợi, theo chỗ các pháp mình cho là không đạt được để gia bai khinh thị, tự đại tự kiêu căng, coi thường kẻ khác. Kẻ ngu si ấy như thế là chỉ có trì giới, nhiếp phục các niệm ở một chốn, dần dần điều phục tâm ác, để được độc tụng nghe rộng, nuôi nhiều đệ tử, được nhiều người tôn kính khen ngợi lễ bái, nên sinh tâm kiêu mạn, ngã mạn cho mình là hơn hết. Đối với việc được nghe các kinh thâm diệu như thế thì đã giấy khởi nghiệp tạo nên tội nặng. Kẻ ngu si ấy đã không tự biết là mình có tội ấy, lại càng tăng thêm cái tâm cao ngạo mạn ngu si, làm trái nghịch lại kinh kia, dấy lên tội nặng, nên bị đọa vào các địa ngục lớn. Kinh Phật Thuyết Hoa Thủ quyển 8.